Bà con cô bác nào có video nào hay muốn được lên clip thì ném xuống link dưới mô tả cho mình. 720p1080p mình cảm ơn. Quá ghê gớm. Và đây là Paulo Tilo. Như mẹ già đi qua đón tin tin. Không thể nào mà cãi mà kết mến. Trên tòa mẹ này bù giá đi. Mới đầu tôi ai bá xong pha. Tài năng mình còn đấy. Còn bằng là con trai cơ cho tương lai. Việt Nam anh ấy thế. Paulo Tilo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quân vô bài, thắng bại tại kỹ năng. Chưa biết cá sấu, cá mập nghe thì cũng đáng sợ đấy. Nhưng mà có đáng sợ bằng một con cá chê cầm phóng lợn mà đi trên cạn không? Đã thế nó lại còn biết hút máu. Anh em Việt Nam vẫn hay gọi nó bằng một cái tên thân thương, đó chính là Kingroth. Còn tên khoa học của nó là súc vật biển. Nhiều anh em vẫn hỏi tôi rằng, anh Cường ơi, có phải cứ lên đồ giống anh là giống top 1 Kingroth không ạ? Không phải đâu ơi, mà phải biết chơi. Nhiều người vẫn bảo tôi rằng, muốn trở thành một best Kingroth thì phải biết nhìn đội hình tem địch để mà lên đồ. Nhưng tôi thì khác, muốn trở thành một best Kingroth thì hãy lên full chí mạng. Bởi vì đối với tôi, thà một phút huy hoàng rồi gục tóc còn hơn nghe nói cả. Tìm lại hình bóng ngay quá xa vời, những ký ức quên lời. Đêm dần buông nhẹ trôi anh chờ em tới. Từng lời người hứa cũng đã phai mờ, anh cũng sẽ thôi chờ. Thương thân anh bơ vơ nhiều đêm cứ nhớ. Mưa hoài rơi mãi, thuyền yên nhà vắng tanh. Chẳng còn một ai đứng cùng mình như là lúc xưa. Anh nhớ đôi môi nhỏ bé nồng nàn, thơm mùi ấm em trong gió chiều. Giờ người đang yên vui nơi đâu có hay lòng anh.
like I woke up from a nightmare. It's like I woke up from a nightmare. It's like I woke up from a nightmare. Because I finally got away from you. Now it's all I be, because it's over and you're dead to me. You just a memory that I can't break, but I can't shake the ghost that you left behind here. Cảm ơn các bạn đã xem video. Để xem thêm video xin vui lòng bấm vào video đang hiện ở trên màn hình.